Mời mọi người cùng khám phá chiếc xe Toyota Land Cruiser tỷ lệ 1.24 hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe mô hình bằng kim loại phù hợp với trưng bày phòng khách, phòng làm việc hoặc là tặng bạn bè nhân dịp sinh nhật. Về tổng thể, chiếc xe có chiều dài là 205mm, chiều rộng là 95mm và chiều cao là 80mm. Về tính năng, chiếc xe có đèn, có động cơ, có thể chạy cót, mở được 4 cửa, cửa trước, cửa sau, mở nắp capo cũng như là mở cốp xe. Để mở nắp capo thì chúng ta dùng ngón tay có thể nâng nhẹ nắp capo thì capo có thể dễ dàng và được mở. Dưới nắp capo là cái khoang động cơ nhìn rất là hầm hố thể thao của mẫu xe Toyota Land Cruiser tỷ lệ 1.24 này. Phần đầu xe với cụm đèn pha, đèn gầm và hộc gió đặc trưng của dòng Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới. Đây là phía đuôi của xe này. Để mở về phần cốp xe thì chúng ta cần dùng một lực nâng nhẹ là cốp ở phía trên đã được mở. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy tổng thể của xe khi chúng ta đã mở cốp. Về nội thất thì chiếc xe được trang bị nội thất màu ghi sáng, nhìn rất sang trọng và bắt mắt. Bên trong nội thất xe thì có vô lăng, có cụm đồng hồ cũng như là màn hình điều khiển. Được úp vân gỗ một số chi tiết nhìn rất sang trọng và đẳng cấp dành cho cái dòng xe mô hình này. Phần đuôi xe chúng ta có thể mở được cái cốp ở phía dưới. Chúng ta cần nhấc lên một chút và đẩy về sau là chiếc cốp sau sẽ phía dưới đã được mở ra. Nhìn tổng thể phía sau đây ạ. Và chúng tôi sẽ mở cửa ở phía sau để mọi người cùng xem về khoang nội thất cũng như là bên trong của chiếc Toyota Land Cruiser tỷ lệ 1.22. Trên phần nóc xe thì có cái thanh giá thể thao nhìn rất là đẹp. Đây là khoang nội thất này, mời mọi người cùng xem chi tiết nội thất chiếc Toyota Land Cruiser này. Về nội thất này, về la răng này, về tổng thể phía trước này. Đây là khi chúng tôi đã mở được tất cả nắp capo trước, sau, cốp ở phía sau. Cốp phía sau thì mở ra hai phần nhé. Còn đây là khoang động cơ này, cụm đèn pha này, đèn gầm này. Nhìn rất là chi tiết phải không ạ? Để bật đèn thì chúng ta cần dùng một lực nhẹ ấn lên phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy cụm đèn pha sẽ sáng. Mọi người nhìn thấy hai cụm đèn pha ở hai bên sáng chưa ạ? Nhìn là rất là sang trọng và đẳng cấp. Tiếp tục chúng ta xem trên phần cửa sổ trời này. Đó, trên phần nóc xe, phần kính lái. Mời mọi người khám phá chiếc Toyota Land Cruiser tỷ lệ 1.24 hoàn toàn mới.
chi tiết về chiếc đầu kéo nhé. Đầu kéo này thì có người ở bên trong mô tả về người lái xe, nó rất xe màu đen, có thể mở được cửa này. Đó. Mở cửa thì chúng ta thấy có thể thấy nội thất chi tiết bên trong như là người lái xe hoặc là nội thất màu đen. Mở được cả hai cửa. Ở phía gầm thì sẽ có ba bộ dàn lốp, hai bộ dàn lốp sau thì lốp kép, còn là lốp trước thì là lốp đơn nhé. Đây là phần đầu xe này. Và đây là phía bên người lái. Đó, chi tiết đấy ạ.